Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh đây của mình. Và trong video này mình sẽ trở lại với cái game GTA 5 ha. Ok, thì hôm nay mình nhưng lần đó thì có nhiều bạn nói mình là nơi mod con Lamborghini Centenario đi. Con này lúc trước mình có mod một lần rồi, là đi mod đi dạo chơi rồi, nhưng mà gọi là nhiều bạn không để ý ha. Rồi ok, hôm nay mình sẽ mod lại cái con Lamborghini này. Này đi đua xe ha. Phiên bản con này là phiên bản Centenario, phiên bản Roadster, phiên bản mui trần ha. Con này như là trời mưa là phải lôi hai cái miếng che phía trước, cái nắp capo, cái nó phía trước là cái cốp xe, lôi nó bỏ lên cho nó không có ướt xe. Cái dòng Lambo này như mình nhớ là không có con nào mà nó có cái mui xếp tự động hết trơn á. Ferrari toàn là mui xếp tự động, mà còn con này như nhớ là chưa có một cái lần nào mà thấy con xe nào có mui xếp hết trơn á. Con Aventador Raster cũng lo hai cái miếng nó ra, siêu xe mà giác từng miếng, trời mưa giác cực khổ không. À thì vẫn như cái gọi là mình khúc cũ thì mình gọi là quay sớm hơn để mình ôn để mình thi nữa. Thì mấy ngày hôm nay đó, các bạn đang xem là ngày mình đang đi thi trường xa, cho nên đi một ngày suốt luôn, không có rảnh được, nên là có gì thì mấy bạn thông cảm ha. Nói tiếng nó có nhỏ hoặc là cái này kia thì thông cảm giúp mình. Ok, con này độ 12 cái như là thường như mấy cái kia ha. Càng mình không có độ tại vì càng nó có cái nhạc kia cho nên mình cũng làm biến độ á. Neon purple. Biển số. Livery. Hình như là carbon, đúng rồi carbon. Cái livery này là nguyên một con xe sơn màu carbon hết toàn bộ luôn ha. À, cái màu này không có chỉnh màu được, phải chỉnh trong kia chứ không chỉnh trong này được. Mâm xe đẹp rồi. Kính nè. Kính này để gì đi cho nó đẹp. Nhìn nó sang hơn chứ để nhìn nó trắng trắng, nó thiếu cái gì á. Để mình chỉnh thời gian lên buổi sáng nha. Ồ, midday rồi mà. Ok. Con này muốn đổi màu thì vô bên menu đây, nó chỉ sáng sáng lên thôi, tại vì mình chọn cái lớp carbon đó. Ây, nhưng sơn màu đỏ nó cũng ra cái màu cũng có lớp carbon nhẹ nhẹ cho con xe, cho nên là không ra được cái màu của nó. Bây giờ mình bỏ cái lớp carbon này ra thì chắc có thể là có đó. Đầu ta thôi vô lại khu kia cái đã. Centenario LB 770 gạch 4 Raster, mình không biết cái hiệu là gạch 4 là cái gì. Đây, bỏ cái phần display. Đây, nó lên cái màu xe rồi. Hồi nãy mình sơn gọi là sơn cái màu carbon nên nó mới như vậy ha. Ok, bây giờ sâu cửa hay sao con này? Con này màu đỏ này nhìn nó không có được hợp, nó chói quá à. Xuống màu khác đi, xuống tóc đi. Mặt chrome. Wow, lâu rồi không mạ nha. Đẹp á, đẹp á. Phiên bản Dubai. Thôi đúng rồi, không nhắc tới cái vụ mạ mặt chrome này. Hiện tại trên bản đồ mình là có những cái địa điểm đua xe như là ngân hàng. Ở đâu đắp mít hả? Đi đua xe ở dưới kia. Có mấy cái điểm đua xe đường phố và có mấy cái điểm đua xe ở ngoài trời. Đây, xuống đây đua thử ha. À, xuống đây nè. Cái này là đua trên cái, mong là đua trên cái cầu này mới hay, chứ còn đua cái kia nó hết hay rồi. Ơ trời, ai da trời. Đây nè, nó chói. Chói, chơi chói luôn. Cổ quá. Chiều giờ quay cũng cỡ 3-4 cái rồi, quay liên tiếp luôn, buồn ngủ mệt nữa. Ây da. À, con xe này nếu mà làm carbon toàn bộ thì cái trọng lượng của nó tầm 1,500 kg ha. Còn nếu mà bỏ carbon ra thì mình nghĩ nó nặng hơn á. Gì vậy? À trời. Ông kia ông xếp cái mui mà nhìn tưởng đâu là ổng có cái người đang đứng trên xe vậy á.
Con này con này con mang khóa động cơ là V12, công suất là 770 mã lực ha. Hàng gì cái tên là 770. 770 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 trong vòng 2,9 giây và tốc độ tối đa là 350 km/h. Đây là nội thất bên trong của nó ha. Giờ mình kêu mod cái FOV cho nên là nhìn nó hơi xa chút xíu nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp. Hơi khó chút xíu. Chị ta sao? Từ từ. Buồn ngủ quá rồi, nó ra đâm ra ba cái gì đâu không ạ. Rồi rồi. Ok. Ủa sao 7 kiến rồi? Hả? Ok cũng được. Bể dễ nhìn đường. À trong xe nó cũng có cái số điện tử các bạn, số MBH ha. Đây là một số dốc số nhỏ nhỏ ngay trên cái bảng táp lô đó, 60 mấy nè, 50 mấy nè. Dạ dạ. Rồi, như đua xe này nó ở đây. Spam ra xem như thế nào ha. Ok, bà đua làm sao vậy mấy anh ơi? Ồ, oh, cái này đua à, như đua cầu. Ok, ngon, có con Bugatti nữa kìa. Xe trong này thì không hiếm, để mình đổi màu đi. Màu chrome này nhìn họ nó chói mắt quá. Không có thích. Màu xanh xanh này thấy nó đẹp nè. Nó tươi tươi xanh xanh nó đẹp hơn. Con này thì sử dụng hộp số tự động 7 cấp. Và hình như là nó là hai cầu, dẫn động hai cầu trong Forza có. Bet 500. Bet 500. Bet 2400. Ok, mình đua với cái thằng Redneck Dominator này. Nó đòi cược như 2 triệu mấy hay bao nhiêu á. Ờ, à, bằng kia nó cá độ bằng kia mà nó quên mình luôn. Vậy luôn, chơi vậy luôn. Ủa, có Nitro ta? Chết bà. Rồi, xong. Mới vô mình bấm nút bắn Nitro rồi. Mà cũng được. cũng nhanh. Quay đuổi cầu nó hơi bị đã thôi mấy bạn. Ôi thắng rồi hả? 12 giây à? Đây lúc mà mới xuất phát mình. Sao tự nhiên bị trừ 2000 mấy đô vậy? Nó cực âm tiền hả? Mình win được 10.000 đô. Nhưng mà bị trừ 249.282 đô. Là sao ta tự nhiên bị trừ tiền đó là sao? Như cái cược nó lâu lâu nó bị lỗi hay sao, hoặc là tiền nhiều quá hay sao á. Đua cái này thì chỉ có đua 22 thôi nha mấy bạn. Là đua 1-1 chứ. Đua cầu, đua đã lắm. Còn rất là nhiều địa điểm mình chưa có đua bao giờ. Thì bây giờ mình sẽ làm ha. Như là sân bay thì mình đua rồi nè. Rồi địa điểm ngay đây mình cũng đua rồi. Mình sẽ tìm những cái địa điểm mới. Chơi địa điểm hoài chán lắm, có như đó hoài à. Cái mới đi nó mới vui. Rồi bây giờ chúng ta đợi chờ là hạnh phúc. Đợi tới lượt. Con White Stinger thắng 13 giây 6 khắc, còn con Adder 14 giây. Cái này chơi hơi lộ hả ta? Xong rồi con Adder nhớ nó nhanh lắm mà sao? Ok, mình đang đợi thách đấu và mình đang đợi một cái con xe đó nó mạnh xứng tầm đua với mình. Bọn này nó chơi là nó phải tìm những con xe xứng tầm nó đua chứ nó không có chơi con yếu con mạnh nè. Thằng nó cũng chạy gần bằng mình chứ bộ. Đây con White Stinger kìa. Ê, bu chạy đâu á?
Ủa nghỉ hả? Rồi tới lượt mình đua với con Zester. Là con mắm nào vậy? Hai kia như nó ao luôn rồi á. À, nó kêu mình là không có tiền. What? Because you don't have any money. Nó phát đùa nhau à? À. Thích. Rồi ok mình đặt 2.000. Nó kêu mình là nó sẽ không có chấp nhận cái mức cược dưới dưới 1 triệu 1.000 1.000 1.400 đô thì vậy á. Ấy số này thiệt thòi vậy. Chơi mình luôn nè con. Chơi mình luôn đấy. Cho nó đúng nhanh luôn á. Ôi siêu nhanh luôn. Nó 10 giây chính khắc mình 11 giây 11 10 giây 11 giây 1 khắc trừ 2.000 đô. Đúng nhanh luôn. Nó chạy đâu luôn vậy? À nó vòng đường nó vòng. Nó tại vì mình ngược chiều mà. Nó sao nó nhanh ta? Con này nhìn gì mà cùi bắp, tại vì trong này nó sử dụng cái con xe của như là con Befister thì vậy á. Thật chứ? Cái này phải nhân lên trăm rồi quá. Này giờ tới được tối đa cỡ nhiêu ta? À mình có cái kỹ năng này mà quên quên sử dụng. Sao ghi để dán sao đi để thách đấu thằng khác. Kiếm à, chơi lại thằng kia mới được. Đâu rồi kia? Vô đây mày, vô đây chạy đúng ghê luôn. Đâu rồi dòng lại đây em. Sao như thằng nào đua xong nó cũng rời khỏi luôn á ta. Nên bây giờ mình không biết hai tên xe của hai con kia, mình không có đặt cược được, phải biết tên xe mới đặt cược được. Đây đây là con xe của mình và cái tên trong này là tên Relat, để tại vì do cái nó dùng cái file sale á, cái folder sale là RLD cho nên là nó phải như vậy luôn. Đổi tên là mất cái sale. Thì mình cho các bạn tham quan con xe xíu. Centenario, bên này có cái chữ Centenario nè. À, dưới này có cái chữ vũ khí mất tiêu ta. Dưới này có một cái chữ LB770 gạch 4 à. 4 như là 4 cầu à. Không, cái này thì mình đoán chứ mình không biết cái số 4 nó là nghĩa là gì, nhưng mà 70 thì này vừa nãy mới đọc là cái mã lực con xe, nó mã lực của nó là ít dòng tua máy á, mô men xoắn dòng tua máy. Cái gì? Nói chung là đếm nữa bây giờ. Đó nó sao nó như. Ấy da, cảm thấy là nhức đầu. Thôi bỏ đi mấy bạn ơi. Đợi tới lượt mình đua xong rồi mình qua chỗ khác đua ha, đua thêm dáng nữa qua chỗ khác đua. Nó hết ra hơi luôn rồi. Rồi, mình đua với con Moonbeam Custom, cái con mà nhún nhảy mà của bắp. Đây nè, Moonbeam là cái con đó đây đó. Sao cứ cho mình đi ngược hoài là sao ta? Đi ngược cảm thấy nó thiệt thòi sao á. Mình quay lên nó nóng cái này nè. Nhiệt độ lên 43 độ, 45 độ, 49, 50 luôn rồi. 55 rồi, vàng rồi, 60 luôn. Ơi, chụp bạn. 71 độ, cái lớp xe nóng quá nóng luôn rồi. Chết cha ơi. Chết mày luôn. Ơi bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Bậy rồi. Chết không được. À, nó mất lái, mất lái, mất lái, mất lái. Ai mất lái? No. Vô. Quay quay cái lớp nhiều quá nó như tầm trên 70 độ là bắt đầu có một cái lớp nó bị xì. Được. Bị trừ hai như tiền ta. Như bị trừ sạch tiền luôn rồi á. Đúng rồi, số 0 luôn rồi. Lại với cái mod này nó bị như là tiền mình nhiều quá sao nó bị lỗi á. À, chết bài à, âm tiền luôn rồi. Rồi. Này là một. Nhớ là đâu? À đúng rồi, 1 tỷ chứ. À 1 tỷ. À thêm mấy ơi. Mát tiền là 2 rồi mười đấy. Đang đếm tiền. Về đêm rồi, hôm nay mệt buồn ngủ quay nhiều quá nữa rồi não nó hết loát thông tin được luôn rồi.
you look at me that way. Probably wearing some under there as well. Nói ra hơi khó ta, cảm giác nói nó hơi mệt mệt đó ta. Tôi đang đếm tiền mà. Rồi mất con xe luôn. Ok, fine. Fine. Mất xe luôn rồi. Hình như là mình ở đâu mà kia nó vẫn còn đua xe không ta. Tắt rồi, tắt rồi. Mất con xe luôn, spam lại con xe cái đã. À, đang đếm tiền mà cũng vậy, nó thiệt tình luôn ta. Đây là tiền nè. 2.147.438.647 đô. Hình như là đập như là vậy á. Ok, con này hiện tại là màu đen nhám mà. You got off lucky, homie. Rồi sơ lên màu cho nó cái đã. Quên bỏ cái chích bà á. Quên mình đặt cái kia nó tự động nó cài cái phần kia luôn rồi. Phần livery á. Cái này. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến một cái địa điểm mới ha. Nãy đua ở đây là đua ở cầu. Ở đây thì mình nghĩ là đua ở cái đường này hoặc là chưa rõ khu này đua đường này. Khu này đua cái đường thẳng này toàn là xe dở không à. Chỗ này nó xa mà, cái này như là đua street race rồi, đua đường phố rồi. Đua đường phố mà kia chơi đếm túi lắm á. Còn drag mid á là đua đường thẳng, còn street race nó khác nữa. Đây qua street race chơi. Bật thời gian lên. Bắt đầu cảm thấy đảo nó lát thông tin rồi đó. Rồi giờ mình sẽ bật cái kỹ năng ha, chạy thử xem là max speed nó là bao nhiêu. Trong này nó ghi là 350. Ơi con này. Không, cái này là tốc độ khi mà ảo buông ra cả nó tuột xuống lại mới là tốc độ thật. À dạ. Không, con này như tốc độ thật nó cũng là 300 mấy luôn mấy bạn. Cảm giác như cái con xe này tác giả đã chỉnh lên bằng với cái tốc độ thật ở ngoài luôn hay sao. Như là xe xích. Trong 1.5 thì xe xích là gọi là sai số thì là cái chuyện phải có rồi. Còn như trong Forza thì nó là bắt buộc. Giống, hình như mình thấy nó giống hoàn toàn 100% luôn á. Như đợt có mấy con xe mà test trên nhà sản xuất nó ghi là bao nhiêu giây test ra đóng đúng y hệt luôn. Trời đất. Nói chung thì các bạn có gì thì đừng thông cảm giúp mình ha. Đang mấy bên này toàn livestream tùm lum hết trơn rồi, không có ông thi gì bây giờ. Ấy à. Bây giờ là đang nhức đầu. Nè. Street race đua ở đây. Nè, 340 300 430 rồi, để cho nó xuống bao nhiêu. Cái này phải ra nghi phải ra sân bay đua á. À. Sân bay mới test được speed con này là bao nhiêu. Ô đồ này có đồ thất nó màu trắng hả mấy bạn, đẹp quá không? Trắng ngọc trinh. Đó. Wow. Đẹp 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 đây nè. Lúc nãy là nhớ cái nội thất này là màu như màu đen đúng không ta? Màu trắng là đẹp quá hả? Rồi bây giờ đăng ký thử cái cuộc đua street race ha. Ok. Đây là một cái đua kiểu như street, đua đường thẳng nhưng mà đua theo kiểu dân chơi, sau đó mình không có rõ. Ok. Rồi. Ui bên này có con xe rát kìa, con xe giống như trong Hot Wheels mấy bạn. Đây nè. Ồ, cực kỳ nó chơi. Con xe của mình hiện tại nó không có đáp ứng. Không có không giống mấy con xe như này. Mấy con xe như này là xe cùi cùi, nó không cho đua. Quải thiệt chớ, thôi cho đua đi mà. Cho đua đi, cho tiền, cho đua đi. Rồi, tới lượt mình kìa.
Ủa mà đu đu ở đâu á? À trên kia hả? Ủa thương đu dưới đường chứ, chết bà. Bet bet 5.000 đô đi, 50.000 đô đi. Ơi, con cái con Regina nó không có chịu bet, nó không có chịu cược quá 968 đô ha. Bet 900 đô. Rồi ok. Mỗi lần mình chơi bet nó chứ không bet nó bị lỗi, nó chơi tiền hết luôn. Rồi con à, chia buồn với chú nha, nhưng mà chú rất tốt mình rất tiếc. Đó, có thằng cược vô mình, hai thằng cược vô mình rồi. Chính nép với con Pigale, hai thằng cược vô mình rồi. Nói chứ đùa bình thường không thắng được con này nữa, con nó cũng bóp thứ bà luôn. Đùa mình lấy cái kỹ năng ấy, con gì vậy? Nhớ con bò ta. Ủa này đua đường, nhìn mình nhớ đua này đường nó dài lắm. Street là đua có chút xíu, còn đua mấy này là đua đường cong lên cong xuống tùm lum hết trơn á. Không biết đích ở đâu hết trơn á. À đây, trời ơi, quá dài luôn, 30 giây. Một cái trận đường đua mà 30 giây. Rồi biết đường rồi, biết đường rồi. Mình còn chưa bắn nitro nữa. Hả? Vừa bắn nitro nữa, giờ mới bắn. Ê! Nó có làm gì mày đâu. Đó, nó trừ tiền của mình kìa, trời ơi. Rồi, sạch tiền nữa rồi mấy bạn ơi. Đây nè. Tự mình vô mình đăng ký lại xem hết tiền nó như thế nào. Con nai, con hưu, hưu chứ, nai phải con này. Con nai là cái người đó có chấm chấm mà còn hưu khác. Rồi, lại nè. Từ đây mình bet con 9F đi, bet 9F. Bet 9F. Đúng không? À, không có đủ tiền, trời ơi. Không có đủ tiền. Bet 9, ấy dạ rồi xong. Đùa bà rồi. Fucking well said. Không có đủ tiền đua con trận, nó trừ hết sơn sạch tiền cháy túi luôn. 2 tỷ đô đó. Xuống thách đấu với thằng à. Hai thằng này đều là Jester hết luôn. Nhưng mà con này có vẻ hầm hố hơn nên nè. Ấy, con này nó cảm thấy không có thoải mái hả? Chỉ năng có giới hạn thôi, không thoải mái gì đó. Ok, thằng này nó chấp nhận rồi, hai thằng. Thằng xe có bắp lại chấp nhận, xe xịn xịn thì nó lại sợ. Hai con này các bạn, nó nhìn hai con nó không khác nhau màu, giống giống nhau. Con này nó độ ít hơn con kia chơi body kit luôn. Ok, con 9F đua được 44 giây, con PGL mua đua được 46 giây. Thắng được 3.122 tiền cược. Giờ thằng kia thì nó thắng được 5.000 đô. Ủa? Ủa thách đấu con kia mà. Hát não chứ thách đấu con kia mày không chấp nhận cho đã, bây giờ mày đi kêu. Đá chết rồi quá. Từ cái đứng sát vô cái này nó mới chịu. Rồi, đúng hát não luôn trời. 3 2 vô. Bắn trước luôn nè. Giờ mình chạy rồi là không sử dụng cái gì hết nha. Sử dụng mỗi con xe thôi. À đừng ra, đừng ra, đừng ra, đừng ra. Shit. No. Bit. No. Thắng thì thắng nhưng mà không có kịp thời gian. Đường thì nó vòng, con này nó không có bám đường, con này nó trơn trơn sao á. Khó thì bà luôn.
Rồi 38 giây. Hình như cũng nhanh được cái bọn kia nó 40 mấy giây rồi. Mình 38 giây là hay rồi. Thằng này 45 giây. À, sao nó có trừ hết trơn tiền luôn ta? Tiền cược mình thắng thì được 11.840 đô. Còn cái tiền này nó cứ nó trừ hoài, nó bị lỗi cái gì á. Cái mod này như nó bị nhẹ nhẹ đâu đó đây. Ây, nó ạt với âm tiền luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ teleport ra sân bay, mình test beat con này ha. Test beat cái nữa rồi off video mấy bạn ơi, nhức đầu quá. Hết nổi rồi, hết chịu nổi rồi. Đây rồi, cái rồi, bây giờ đây. Mình không có sử dụng nhân đôi cái gì, không có nhân tốc độ gì hết nha. Bây giờ là mình đầu tiên mình test xem là tốc độ tối đa là bao nhiêu. Khi mà nó lên cao á, mình tắt cái này đi, nó sẽ về lại tốc độ tối đa của nó. Nhưng nó không chạy quá được hết. Cái này giúp cho nó tăng lên thôi. Lên tới 400 thì mình thả ra. Rồi. Nó đang tụt xuống rồi các bạn. Đó, nó tụt xuống cỡ 390 mấy kìa. Ok, vậy là con này không lên nổi 400. Cái thứ nhất. Rồi. Bây giờ test lên 350 xong rồi nhả ra xem nó lên được bao nhiêu. Nó đang giảm từ từ xuống rồi các bạn. 350 vẫn còn giảm xuống 349. Vậy là kiểu này là khó à. Mình lấy 300 ta. Bài đã xuống rồi, chơi luôn. Rồi 300 này, buồn là thử xem nó bao nhiêu. Tưởng nó mình nhanh hơn được chứ, trời ơi, ai ngờ không, tại hai đứa nó đi cũng chịu nhau. Chưa. Thôi, pha nãy đảo à. Cảm tưởng như là chết tới nơi vậy. Chết bà hết xăng. Nó hết xăng nó giật rồi đó, các bạn thấy nó giật đó, nó giật. Giật này nó cố tình nó giật, chứ không phải là do máy nó giật. Đổ xăng hay là. Thực sự thì không biết cái chỗ đổ xăng ở đâu hết trơn á, nhưng mà cứ bấm đại thì nó vô xăng à. Rồi. Đây đủ rồi. Đi nè. Cái đồng hồ rồi. Ok. Con này giá nó lên được 310. 310 là hết đường chạy, chưa lên được tốc độ tối đa. 310 ha. Vậy là cũng gần sát với cái tốc độ kia, thua 40 km/h. Để mình boost lên 380, mình nhả ra xem. Rồi 380 nhả ra xem nó có tụt xuống hay là nó tăng lên. À, nó giảm rồi. 364. Rồi là xong rồi. 364 nha. Tốc độ nó tới 364 nó đứng rồi, nó không có chạy được nữa. Ok. Rồi thì mình sẽ dừng video tại đây ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, like video và chia sẻ cho các bạn sau cho mình. Và đừng quên là comment cái bên dưới ha. Thông cảm giúp mình luôn. Đi ngủ rồi đó. Chào các bạn. Bye bye.